chào các bạn. Hôm nay hàng sâm xuyên đá của chốt đặc sản Mạc Sơn Lâm này về rất nhiều. Gọi là nếu mà sâm xuyên đá thì những ngày thường mình sẽ không quay đâu. Nhưng hôm nay là một ngày mình lấy được cái củ sâm xuyên đá nặng 32 cân cả gốc đây. Trong này cũng rất chi là to. Đây ngoài này là một bao. Bao sâm cũng hàng rất là to. Cái củ to như này thường tuổi đời nó rơi vào khoảng từ 10, 15, 25. Các bạn xem. So với tay mình. Rất là to. Đây là phần gốc bắt đầu là xuống. Các bạn nhìn xem. Rất chi là sâm xùi gai gốc. Tuổi đời không phải đến bao giờ. Củ sâm đằng sau vẫn chưa nhánh ở dưới đây. Mặc dù củ sâm ở dưới nhưng vẫn rất là to. Nếu các bạn đã biết sâm nhỏ thì nó chỉ được bằng ngón tay út thôi. Đây cái thân của nó đây. Bây giờ nó rất là to đây. Nên các bạn nếu mà có nhu cầu về những mặt hàng về thảo dược tiên Bắc hay là sâm xuyên đá thì có thể liên hệ với mình. Cửa hàng của mình ở thành phố Bắc Ninh và Hà Nội. Đây. Các bạn hãy có thể còn rất nhiều mặt hàng nữa về thảo dược, rất nhiều. Còn có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại là 0986. Ok, thì mình sẽ mở cái bao xuyên đá hôm nay, bao to nhất của mình, một củ 32 cân các bạn. Thì mình sẽ có một số video các bạn hãy theo dõi vào cái kênh video của mình nhé.